里流，那我将给拉起爱酒窝，别喊我们两千层酒吧啦，花碎落天啦。顶喊爱不挂，变冷的不高，顶碎变爱拉，是暗未到，眼飞包牛天，又飞面过牛。Đó là Kaozami. Bây giờ chúng ta sẽ đến với số điểm của ban giám khảo dành cho Kaozami trong tiết mục vừa rồi. Thật lòng thì cô Như Quỳnh mong là Kaozami hát nó bốc lửa hơn một tí nữa, nó hoang dại hơn một tí xíu nữa mới đúng cái chất của Kaozami. Cho nên là rất tiếc là cô Như Quỳnh dành cho Kaozami số điểm là 9. Tôi thì tôi thấy là hôm nay em hát tốt, thế nhưng mà em chưa sống trong cái bài hát đó và em chưa có tỏa sáng trong cái bài hát đó, thiếu cái gọi là nhiệt huyết trong đó. Tôi xin gửi Kaozami lại 9 điểm. Có lẽ là tại vì em chưa quen với lại cái đội hình với các vũ công, thành ra ra mình bước đầu tiên ra là đi vài bước là thấy nó không có tự tin, rồi sau đó có lẽ vì vậy mà bắt đầu mình hơi lão đảo tí. Đáng lẽ là anh cho em như vậy, nhưng anh sẽ tặng em thêm 1 điểm. Như vậy thì tổng kết số điểm ở tiết mục này, Kaozami đã giành được 27 điểm. Cảm ơn Kaozami rất nhiều. Chúng ta sẽ còn gặp lại Kaozami trên sân khấu. Và nếu như có một người
Và đó là Ân Lâm thưa quý vị. Sao bạn xúc động thế? Vẫn run hay là nhập tâm vô ca khúc nè? Dạ run hơn đợt trước. Quý vị vỗ tay cho bạn Ân Linh lấy tinh thần à. Bây giờ hơi rung nhẹ nhẹ thôi, quay lại coi nhiêu điểm. 1, 2, 3 xoay lại. Tổng số điểm dành cho Ưng Linh là 61 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Ưng Linh là bạn đang đồng vị trí số 7 cùng với Hồng Phấn. Và Khanh muốn hỏi tại sao anh Chánh Thảo lại cho điểm thấp nhất trong các thành viên còn lại. Cái bài này nguyên cái phần đầu bass không có đánh, thành ra anh lại nghe rất là kỹ. Càng nghe kỹ thì lại càng thấy cái phần hát của em á, cái xử lý của cái câu á, bị gãy. Tức là các nốt này tới nốt kế á, nó không có liền với nhau, mà nó bị nhắc ra và đồng thời cái cao độ nó không đúng là một. Và thứ hai nữa là cái phần nhịp của em nó không phải là lơi mà nó là sai. Thì trong hát á, ca sĩ được quyền lơi nhịp rồi người ta sẽ lấy lại ở câu sau, nhưng mà ở đây là cái nhịp của em là bị rớt. Ưng Linh sắp khóc rồi nha, cảnh báo nha anh Bách. Thực sự anh cảm nhận được cái tình cảm thực sự của một cô gái ở trong đó. Nó là cái điểm duy nhất để anh cho điểm 8. Có thể là ngay trong cái giây phút anh chấm điểm thì anh đã bị ngã bởi cái yếu tố ngoài kỹ thuật như vậy. Không, anh thấy Bách đang làm rất là đúng. Tức là mỗi một cái tác phẩm khi trình diễn lên á, thì có những lúc chúng ta sẽ phải rất là chú ý vào kỹ thuật nếu như mà họ trình diễn nghiêng về kỹ thuật. Nhưng mà đây là trong bài hát này là Ưng Linh dùng cảm xúc, dùng cái tình cảm để mà thể hiện bài hát rất nhiều. Thì Bách nghiêng về chấm về cảm xúc, về tình cảm thì anh cho cái đó là đúng mà. Một lần nữa cảm ơn các thành viên của ban nhạc rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo nhé. Có lẽ là bạn đã quá cảm xúc. Tôi cảm nhận được cái sự rung động thật sự của bạn. Anh Chánh Thảo, rắn mà nợ lông nào mà chậm một con số 5 to tượng như thế. Thì bây giờ quy định không cho chấm lại, chứ chấm lại cũng lên. Thôi anh đừng có nói vậy, anh biết là không được chấm lại, anh có nói vậy hả? Rung thiệt đó hả? Dạ rung thiệt. Rung muốn khóc rồi đó anh Chí Tài. Và đó là tất cả những chia sẻ của ban nhạc và giám khảo dành cho Ưng Linh. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Ưng Linh thưa quý vị. Buồn anh hỡi khi lỡ nói yêu em rồi, bận lòng chi nữa, hỡi anh xin hãy quên em đi. Giây phút bên nhau anh sẽ quên mau, chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có giây phút trót yêu dại khờ, và em đã biết anh sẽ chọn yêu em đâu. Em sẽ không quên giây phút bên nhau. Em đã trao anh, trao anh nụ hôn ấy, và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca anh vừa dâng tặng em, và em biết trái tim anh có
giết em. Và em sẽ không chơi đánh nữa, chọn trái em. Khi ta đến bên nhau, tình yêu rơi lửa. Khi ta đến bên nhau, tình yêu rơi. Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau, chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời. Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi, lòng anh thắt lại nghĩ đến mình sẽ không gặp lại. Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc, rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt. Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau, vì em đã có người yêu. Đừng buồn vì những gì ta đã có. Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm, dù anh chẳng là ai. Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau, chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời. Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi, lòng anh thắt lại nghĩ đến mình sẽ không gặp lại. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, rồi lại hoang phí duyên trời. Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau. Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau, chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời. Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi, lòng anh thắt lại nghĩ đến mình sẽ không còn gặp nhau. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm thấy nhau, rồi lại hoang phí duyên trời. Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau. Đến khi nào mới quên một hình bóng mang thank you.
Ngọc Sang thưa quý vị. Nghe Ngọc Sang hát ca khúc này giống như là về tủ hay sao á. Quá hợp giọng, quá truyền cảm luôn. Em xin cảm ơn. Feel cảm xúc vô cùng. Bây giờ hãy xem ban nhạc chấm điểm cho Đào Ngọc Sang như thế nào nha. 1, 2, 3, xoay lại. Và tổng số điểm của Đào Ngọc Sang là 77 điểm. Vị trí hiện tại của Đào Ngọc Sang đang là vị trí đầu tiên. Xin mời anh Trung Sinh. Dường như anh rất là hài lòng. Xin chào bạn, hôm nay bạn nói chung là trình diễn khá là thành công. Mình nghe rất là thích. Giống như cảm giác như là mình đang được nghe một bản gốc mà hay hơn ở nhà mà được nghe. Em cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo sẽ là chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách. Cái lý do mà Bách không cho cao hơn điểm 8 đó là cái bài này là một bài nó mang cái tâm sự rất là lớn, và cả cái phần đau khổ phía bên trong của con người ta rất là cao. Thì anh chưa nhìn thấy. Mặc dù về mặt kỹ thuật tất cả mọi thứ thì đối với anh là em làm được như vậy trên sân khấu là hoàn hảo. Nên là đấy là lý do anh trừ bớt đi một điểm, chứ không là anh đã cho em 9 rồi. Phượng không đồng ý với anh Bác. Bởi vì mặc dù là Phượng đã qua cái tuổi mà hồi hộp lo âu đó lâu lắm rồi, nhưng mà mình vẫn cảm nhận được những cái tình cảm mà bạn gửi đến. Và người ta thường nói là chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Có khi hồi đó anh Bách không có cái chuyện đó. Cho nên anh Bách không có cảm thấy là đau đớn, khổ sở. Anh phải Bách, la lối như anh thế. Anh luôn luôn là người yêu mình hạnh phúc luôn. Dạ, có thể là như vậy. Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ Tú Hải Phượng ạ. Một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc rất nhiều. Chúng ta hãy nghe chia sẻ của ban giám khảo dành cho Đào Ngọc Sang. Tôi không giống như ban nhạc Quyền Năng. Lần đầu tiên tôi được nghe ca khúc Lắng Nghe Nước Mắt. Tôi đã từng yêu và tôi yêu đơn phương. Tôi cũng đã từng chảy nước mắt khi nhìn thấy người yêu của mình đi theo một người khác. Cho nên cảm xúc của bạn làm cho tôi nhớ lại những cuộc tình của tôi đã trải qua trước đây. Cho nên là tôi rất cảm xúc với bài hát này. Chỉ có một điều nhỏ nhỏ nữa, không đồng ý với Hoàng Bách. Hoàng Bách hơi khắt khe với là Ngọc Sang tí xíu. Không phải, em nghĩ là chỉ đơn thuần là cái cảm giác về cái bài hát, cái cảm xúc của mỗi người, cái cách thể hiện của mỗi người nó khác nhau thôi. Chỉ là đồng ý với cách cảm xúc, diễn tả cảm xúc cao trào của Ngọc Sang. Đôi khi tôi muốn gào thét lên, tôi yêu mà, tôi đang yêu mà, tại sao lại không yêu tôi? Khi mà bạn lên cái cao trào tôi cảm thấy rất là tuyệt. Đây, tại vì Bách không có thấy rằng cái cậu này chẳng những cổ hát mà cổ diễn xuất rất là hay. Cái gương mặt diễn vừa phải mà dễ thương vô cùng. Anh diễn thử lại cho em coi nó biết đâu. Anh diễn sợ là em lại cho điểm thấp rồi thôi. Nói chung là tốt và anh rất là thích là cái đoạn chót. Mình hát giọng giả thanh đó. Giả thanh hay lắm. Không đồng ý. Tại sao không đồng ý anh? Đó mà hát cái giọng thật trở lại thì nó tình cảm biết bao nhiêu. Không, cái cuối là phải nức nở vậy. Tại vì đau khổ rồi nói không nên lời. Còn mà cái điểm mà bạn này có ưu điểm rất hay đó, tức là cái khép chữ của bạn tốt lắm. Cái chữ mãi mãi đó, mà cao nhất đó, bạn khép lại rồi giữ nguyên cái đó tốt lắm. Vâng. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo rất nhiều. Không sao đâu Ngọc Sang, mỗi người mỗi ý. Quan trọng là chúng tôi cảm nhận được tất cả mọi người ở đây đều thích phần dự thi của bạn. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Đào Ngọc Sang. Gió lên rồi căng buồm cho khoái, gác trèo lên ta nướng ngô khoai. Hò ơi, nhậu cho tiêu hết mây chai. Quan ơi quan hò bó ghe mà nghiêng ngả ơ là hò. Không ai chống chèo, không ai chống chèo. Ơ hò, ơ hò là hò. Gió lên rồi căng buồm cho khoái, gác trèo lên ta nướng ngô khoai. Hò ơi, nhậu cho tiêu hết mây chai. Quan ơi quan hò bó ghe mà nghiêng ngả ơ là hò. Không ai chống chèo, ơ hò, ơ hò là hò. Gió lên rồi căng buồm cho khoái, gác chèo lên ta nướng ngô khoai. Hò ơ, nhậu cho tiêu hết mây chai. Khoan ơi khoan hò bó nghe mà tiếng ca hờ là.
là họ. Không ai trông chèo, không ai trông chèo. Ơ họ là họ. Để coi ban nhạc có tốn điểm cho bạn không nè. Xin mời, số điểm của ban nhạc là... Tổng số điểm của bài hát này của Tuấn Nghĩa là 88 điểm. Và tổng số điểm hiện tại của Tuấn Nghĩa 163 điểm. Đây là số điểm đã cộng lại số điểm của hai bài hát. Xin mời anh Trung, tại sao lại cho 9 điểm ạ? Cái phần mà... cái phần cũng thấp của em đó. Đúng ra em mà em lên cao được mà. Cái ban nhạc nó đang đưa em lên, cái tự nhiên em tụt xuống mà tụt không có tới đó, nó làm nó cái nốt có lưng chừng nằm. Mà anh ơi, cái đó là em nó đã hoàn thành được cái thử thách là mà phải xuống cái nó thấp nhất và nó cao nhất rồi. Nếu mà làm tốt hơn thì là được con 10 số 10 rồi. Xin mời anh Chánh Thảo chia sẻ luôn ạ. Phải công nhận là khi mà anh nghe em hát thấp á, anh đánh nhỏ lại, đánh thật nhỏ là để mọi người lắng nghe cái thấp nhất của em thì rõ ràng là em có xuống thấp thật. Cái đó là cái hết sức cố gắng của em. Anh rất chúc mừng em cái việc đó. Yeah. Cảm ơn anh Chánh Thảo ạ. Nốt thấp nhất của em xuống được là nốt mì rồi. Nốt nghe thấy là nốt mì rồi. Phải nói là trên sân khấu ở Việt Nam này rất ít người Việt Nam hát được xuống tới nốt mì. Cho nên là cậu này là một cái bản chất giọng khác mà hôm nay hát được như này là quá kinh khủng rồi. Wow. Cảm ơn các thành viên ban nhạc rất nhiều. Bây giờ sẽ là những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Tuấn Nghĩa. Ban nhạc Việt Nam cũng ác thiệt. Giống như là đang uống nước nóng bắt ngậm cục đá vô liền đó. Chị không ngờ được Tuấn Nghĩa mà xuống thấp tới nốt mì đến như vậy. Mặc dù đoạn trước em đang hát cao, thường thường hát cao trước thì nó dễ mất cái bottom, nhưng mà em đã cố gắng để xuống, mặc dù nó non chút nhưng mà em vẫn hoàn toàn xứng đáng với những số điểm mà ban nhạc Quyền Năng đã cho. Xin chúc mừng em. Anh cậu, anh chị Như Quyền ạ. Chúng ta vừa đến với những chia sẻ của ban giám khảo và những lời khen của ban nhạc. Chúc mừng Tuấn Nghĩa một lần nữa. Loài ngọc đã mang tên em,
mấy mùa gọt đau từng phiên. Loài hoa trắng mang nỗi em đã hơn mấy lần ô nhụy hương đêm. Loài rêu biếc mang mặt em đã hơn mấy lần phiêu du dòng nước. Loài sen trắng mang tay em về trên vóc ngà rừng sâu không tên. Loài sen trắng mang tay em về trên vóc ngà rừng sâu không tên. Và đó là Tuấn Nghĩa. Cảm ơn Tuấn Nghĩa vì đã mang đến những giây phút rất tuyệt vời vừa rồi. Bây giờ sẽ là số điểm dành cho Tuấn Nghĩa. 1, 2, 3, xoay lại. Nghĩa là 86 điểm. Bạn đang đứng vị trí thứ hai cùng với Đào Ngọc Sang. Ý, anh Trung Sinh anh cho 10 điểm rồi nè. Nói quá mà. Nói quá ta sợ chứ sao. Không, nhưng mà nói chung bạn quá là tuyệt vời. Không có thể nào không cho 10 được. Tại vì bắn quá hay luôn. Tại vì giống như kiểu như là bạn truyền cho mọi người ở đây, tất cả luôn, mọi người khán giả dưới ban giám khảo như là được như là trẻ lại vậy đó. À, cứ ai lên cũng lắc lắc theo bản thân trên đây. Xin đánh rồi xin nhắm mắt luôn. Đây có ai già đâu mà trẻ lại em. À vậy hả? Toàn 18 đôi 10 cả đó, ai già đâu. Thì trẻ hơn, trẻ hơn. À, trẻ hơn. Trẻ đi. Ai ở đây cũng trẻ hết. Dạ, xin đó là chia sẻ của anh Trung Sinh à. Thế anh Quang Trung thì sao ạ? À? Điểm 10 của anh Quang Trung. Hà Tân Nghĩa, em hát cái bài này rất là dễ thương. Hát bất bình tĩnh mà điềm đạm. Rất là thích cái cách biểu diễn của em với cái bài hát nha. Vừa rồi, cái bài mashup vừa rồi là cái điểm 10 nó nói thay dùm anh được rồi ha. Em cảm ơn anh. À, anh Thanh Thảo, anh chia sẻ về điểm chính của mình ạ. Em hát rất là tốt nhưng mà anh chưa có cảm được là em có hát nó có hồn trong cái bài này. Ông ơi, tôi thấy ông giống như là có voi đòi hai bà chân vậy đó. Trời ơi, cái gì mà còn... Khi mà em diễn tả ra cái bài mà loài ngông đá, em đưa lên á, loài ngông đá, em lấy cái chữ đá sớm hơn và em ngưng cái chữ đá ra một chút xíu. Bảo đảm với em cực hay. Mình lại thấy cái đoạn đó rất là cao trào. Em chỉ là em nhựa em kéo cái chữ đá lên thôi chứ em không phải là em lên thẳng cái chữ đá luôn. Nếu mà anh hát không được anh kéo thử bằng đàn nó giống như nào? Em lên cái chữ đá em lên thẳng và em ngưng ra một chút xíu thì nó sẽ rất là ép phê. Còn của em là em không có ngưng mà cái chữ đá của em nó rất là đơ, nó rất là thẳng, em hiểu không? Còn đá của em là nó hơi cứng, còn đá của anh Thảo anh muốn là đá mềm. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Thôi bây giờ nghe ban giám khảo trả lời nè. Tôi xin ngắn gọn ba cái bài mà em hát của anh Lê Hữu Hà là chúng tôi nghe mấy chục năm nay. Và hầu như là chúng tôi chờ đợi một cái luồng gió mới, một cái lối diễn mới. Và hôm nay xin chúc mừng là em đã làm được cái điều đó, vậy đó. Quá hay. Hay quá, nói gì nữa. Hai từ quá hay. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều vì đã dành những lời khen dành cho Tuấn Nghĩa. Mình hy vọng là với cái cảm xúc hiện tại là đang rất là vui, đang rất là yêu đời và tràn đầy năng lượng như bây giờ, mình sẽ có thể đạt được thêm một số điểm 10 nho nhỏ nữa từ ban nhạc quyền năng hoặc là từ các giám khảo trong phần thi hoặc là do các giám khảo tặng thêm cho mình chẳng hạn. Đối với mọi người nhận xét với mình đó là khi lần đầu gặp mình thì mình rất là khó tính, lạnh lùng và khó bắt chuyện nữa. Nhưng mà mọi người sai rồi, chỉ khi đi cùng với lũ bạn và người thân của mình thì mình mới điên hết mức có thể. Em có cái tật á, là mỗi lần lên sân khấu mà ai mà chọc em á, mà em cười, em không có hát được. Mà nếu như mà ban nhạc có lỡ thấy em cười, cứ nghĩ là em đang vui nha, đừng có lại em á, tội em. Vì giờ đây em biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi nắng xuân sang lười một ngọt còn thầm thì em bước sang ngang đợi chờ một điều siêu kỳ như lúc ban đầu. Sẽ nên trái tim mình đôi không nên lệ, đang cay từng tiếng yêu xa vời. Nhưng đó mãi là giấc mơ không thành.
một điều diệu kỳ như lúc ban đầu. Và giờ em khóc thì cũng chẳng để làm gì, đâu phải do ai chiếm tình mình mà là vì em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kỳ. Một tràng vỗ tay lớn hơn nữa dành cho My Nguyễn thưa quý vị. My Nguyễn thân mến, ca khúc này tên đúng là Hồng Kông 1 đúng không? Dạ, không còn gì. Mình đến đây là một cuộc vui, vui là chính đúng không nào? Dạ. Bây giờ mình phải xem kết quả nè. 1, 2, 3, xoay lại. Có một dấu chéo duy nhất. Hãy cảm ơn anh Khôi đi. Em cảm ơn anh. Thật ra là em hát rất là tốt nhưng mà anh thấy là cái phần mà khi mà lên tông á, dạ, thì anh cảm thấy nó không được mạnh như cái phần trước đó em đang thể hiện. Thì anh thấy cái chỗ đó là vậy mà anh không ngờ là có mình anh bấm à. Xin lỗi em. Quy định á là sau khi bấm rồi á là phải bỏ. Nhưng mà tại sao sau khi bấm rồi anh Khôi lại nghĩ đến cái câu cuối cùng nữa, dạ, anh không kết thì cái bài, dạ, của em sẽ rất là buồn, dạ. Vì thế anh lại đánh thêm một cái làm cho tụi chị giật, dạ, mình. Là đúng không biết là bạn Khôi này đã bấm, dạ, hay chưa. Quá phạm luật luôn. Bây giờ phải để nhạc trưởng xử nè. Đã bấm rồi mà còn không ngưng mà vẫn đánh tiếp. Đây tức là Khôi là thành viên trẻ nhất ban nhạc. Dạ. Cho nên đó là bồng bột lắm. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều nè. Bây giờ chúng ta nghe liền chia sẻ của ban giám khảo à. Diễn tốt lắm. Nhưng mà có mấy chỗ phải rõ lời chút xíu. Anh đã nói rồi đừng có dùng kỹ thuật quá nha. Ông trống thì ông có lý do ổng, anh không có quan tâm. Chắc ông muốn em hát lại một lần nữa hay sao? Dạ đúng rồi. Và ban giám khảo sẽ lựa chọn ca khúc tiếp theo dành cho My Nguyễn ạ. À. Người hãy quên em đi. Không chờ mong chi nữa. Thấy chưa? Người hãy quên em đi của Khắc Hưng. Anh muốn em hát lại bài này để em thưởng thức được cái kỹ thuật và cái giọng hát của em. Được không? Dạ, ok. Và bây giờ là thời gian để My Nguyễn vào bên trong sân khấu tập luyện để qua những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Chúng ta vừa nghe một sáng tác của Dino Phạm Hoàng Dũng ca khúc Hãy Cho Tôi. Anh thấy bạn trình diễn rất là tự tin, không hề có một cái gì gọi là hồi hộp hết. Và tất cả mọi người vỗ tay cho bạn nhiều như thế cơ mà. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem kết quả dành cho Lưu Quốc Việt. 1, 2, 3, xoay lại. 3. Ui, có một dấu chéo đến từ anh Thảo. Bây giờ mình nghe lời khen trước đi đã. Khanh xin hỏi anh Hoàng Thắng ạ. Chào bạn, bạn hát ca khúc này cũng ok. Cho nên là mình không có bấm dấu chéo cho bạn. Còn lý do sao mà anh Thảo bấm thì chắc phải hỏi anh Thảo quá. Đó là một lời khen của anh Hoàng Thắng. Anh đã chờ tới phút cuối cùng anh mới bấm. Lý do là tại sao anh hướng dẫn em là khi em thả những cái câu ở điệp khúc xuống á, ta ra 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 ta ra 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 ra, thì em phải thả đúng. Tại vì cái cơ bản là tất cả các nghệ sĩ trước đó đã thành công cái bài này rất là nhiều rồi. Và cái nữa là khi em hát với trống không đó, em phải giữ cái lập trường của em. Khi mà em hát với trống không là mọi người buông hết là bắt đầu em bị phô. Có thể là anh khó tính chút xíu. Thì cái phần mà thi lại của em, anh muốn em làm tốt hơn. Em xin được ghi nhận cái ý kiến của anh Thảo. Và cái vòng thi hát lại em sẽ cố gắng thể hiện thật tốt. Cảm ơn những lời góp ý của anh Thanh Thảo ạ. Và đây là thí sinh cuối cùng rồi. Khanh muốn được nghe chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà. Trong chương trình ban nhạc quyền năng thì từng thành viên ban nhạc có những ý kiến mà trái ngược nhau, hay là ban giám khảo trái ngược lại với ban nhạc là rất là nhiều. Tuy nhiên là trong cái tiết mục này thì có một mình anh Thảo là ý kiến ảnh rất là khắt khe.
Nhưng mà trong những cuộc thi ngày xa xưa thì người ta sẽ canh từng cái chi tiết, từng cái bài bản một để mà nói. Nhưng mà gần đây nhất thì chúng ta thấy là những bản biến tấu nhiều nhất, bất ngờ nhất, thậm chí là ngược hẳn lại với bản gốc thì nó diễn ra trong các cuộc thi là thường xuyên. Cho nên là anh thấy là cái chuyện thay đổi của em, một cái chi tiết nhỏ như thế là hoàn toàn là chấp nhận được. Chấp nhận được. Em làm hơn nữa cũng được. Được. Cảm ơn ban nhạc rất là nhiều à. Bây giờ chúng ta hãy nghe những lời nhận xét của sĩ Đức Huy. Tôi thấy cái giọng nam trầm, cột hơi tốt. Tuy nhiên giống cái trường hợp trước của bạn á, tôi nghe và tôi nhìn thấy bạn giống giống một người nào đó vừa hát vừa nhảy. Bạn nên tránh xa cái đó đi. Cảm ơn. Đó là chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy ạ. Với trường trình diễn của bạn Lưu Quốc Việt thì phải nói là rất là sống động. Tôi rất là thích và có lẽ là tôi nghe hát giọng nhạc bolero, tôi không có được nhảy nhiều. Khi tôi thấy bạn trình diễn thì tôi muốn được lên cùng nhảy với bạn. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Như Quỳnh ạ. Như thế anh thấy em dụm dụm muốn nhảy xuống nhảy rồi. À vậy hả? Không phải mình em đâu, anh cũng vậy mà. Bữa nay làm tốt quá, thấy chưa? Đẹp trai, trời ơi, chải đầu, mặt sáng sủa. Trời ơi, cái ông Thảo này. Đáng lẽ ta đi vô thẳng rồi, giờ mới cho hát lại. Thôi bây giờ ban giám khảo mình lựa chọn ca khúc thứ hai dành cho Lưu Quốc Việt ạ. Tôi muốn nghe bạn hát lại một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn mang tên Về Đây Em. Bạn biết không? Dạ biết ạ. Một tràng pháo tay lớn nữa dành cho Lưu Quốc Việt đã hoàn thành phần dự thi của mình. Và đây là thời gian để Lưu Quốc Việt. Trên tay cuộc đời đẹp biết mấy, lúc cô đơn đâu hay trong ta tình đầy. Và nụ hồng trao đi người mỉm cười đôi khi, những ưu tư lâu nay cũng qua. Người đâu biết tình đắng, đời đâu biết mộng vắng. Phố chiều ngập đèn vàng buốt xa mưa giăng. Đưa xa đã mỏi gối, buồn hiu hắt mòn lối. Tháng ngày dần chìm vào đêm tối. Nhưng người đã đến như ánh mặt trời, chiếu tia nắng rạng ngời, soi cho con tim ta ấm áp bao nhiêu niềm vui. Bình minh sáng lên giữa cuộc đời, sẽ mang đến nụ cười, hân hoan ta gọi tên ngày mới. Nụ hôn này như ánh mặt trời, chiếu tia nắng rạng ngời, soi cho con tim ta ấm áp bao nhiêu niềm vui. Bình minh sáng lên giữa cuộc đời, sẽ mang đến nụ cười, hân hoan ta gọi tên ngày mới. Sáng lên giữa cuộc đời sẽ mang đến nụ cười, hân hoan ta gọi tên ngày mới. Nụ hôn anh như ánh mặt trời, chiếu tia nắng rạng ngời, soi cho con tim ta ấm áp bao nhiêu niềm vui. Bình minh sáng lên giữa cuộc đời sẽ mang đến nụ cười, hân hoan ta gọi tên ngày mới. Quý vị và các bạn rất nhiều và cảm ơn Vũ Đoàn Nam. Quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Ban Nhạc Quyền Năng. Đứng ngồi không yên, miền Trung lũ lụt suốt đêm không ngủ. Chúng tôi vào đại học, niềm vui chi sức bao nỗi âu lo, dáng mẹ gầy hơn trước, tóc ba thêm sợi bạc. Chiều nay tin báo phương xa, lòng con chua xót.
chưa về lòng thất cơn đau. Tiếp tục một bài hát khá cảm xúc và Khanh nghe bài này Khanh cũng rất là xúc động. Bây giờ hãy xem ban nhạc dành cho Nguyễn Hoàng Nam bao nhiêu điểm. 1, 2, 3, xoay lại. Tổng số điểm của Nguyễn Hoàng Nam là 81 điểm. Anh Nguyễn Hoàng Nam đang đứng ở vị trí thứ 3. Bây giờ sẽ là nhận xét đến từ các thành viên ban nhạc. Khanh xin mời nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Phượng thật sự là xúc động. Cái bài này nó có rất nhiều gắn bó đối với những người mà đại học, nhất là những bạn ở xa nhà. Thì Phượng nhớ là cái thời mà mình học đại học, mình cũng nghe bài này rất là nhiều và rất là nhiều kỷ niệm đối với các bạn. Thế nhưng mà ở trong cái bài này, ngoài cái việc xúc động ra, một phần là do giọng hát của Nam, một phần là do cảm xúc thực sự của Nam, và một phần là cách xử lý bài của Nam. Phượng nhớ là ngày trước á, có một phóng viên đã phỏng vấn thì hỏi Phượng là cái loại nhạc nào chị đánh chị cảm thấy khó nhất, cái bài nào chị đánh chị cảm thấy khó nhất. Thì Phượng trả lời là không có bài nào tôi cảm thấy khó nhất, nhưng cái đoạn khó nhất chính là những dấu lặng. Nếu ai mà ở trong nghề thì sẽ biết những dấu lặng là những nốt khó nhất, vì lúc đó chỉ có những người nào thực sự nắm vững kỹ thuật, nắm vững cảm xúc và làm chủ được bản thân mình mới có thể xử lý những đoạn lặng rất hay. Và hồi nãy cái đoạn lặng của bạn làm cho Phượng thực sự lặng đi. Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Thế còn Hoàng Thắng thì sao ạ? Người duy nhất cho anh Nam 8 điểm. Vấn đề tại sao anh dành điểm 8 cho Nam á, không phải là Nam hát bài này không hay, nhưng mà là có một cái đoạn là lúc mà lặp lại điệp khúc, hình như là Nam hát hai lần, là một cái câu là miền Tây nước lớn, miền Trung lũ lụt, mà Nam hát là miền Trung nước lớn và miền Trung lũ lụt. Đó, cho nên là anh dành điểm 8 cho Nam, chứ thật sự Nam hát rất là hay, có cảm xúc. Nói chung là anh Hoàng Thắng mong muốn một cái sự gì đó hoàn hảo hơn, đúng không ạ? Một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc rất nhiều. Thế còn không biết ban giám khảo thì sao ạ? Em hát cái bài này bữa nay rất rất là cảm xúc đối với anh. Trang phục hợp, diễn tả vừa đủ, mặt buồn lắm. Và anh thích nhất là cái đoạn mà ban nhạc ngưng hết, một mình em solo, và em làm thuyết phục được anh. Dạ. Thì mỗi ngày bạn giống như một cái máy radio, bạn vặn cái đài mà bạn muốn tìm á, cái tín hiệu mỗi ngày nó rõ hơn, tức là có một sự tiến bộ, có một cái sự điều chỉnh. Nhưng mà hôm nay đó, mình hơi bị nặng cái phần mà cho cái cảm xúc cá nhân nó giữ mình lại. Xin cảm ơn rất nhiều. Đó là những lời nhận xét của ban giám khảo dành cho Nguyễn Hoàng Nam. Và anh Nam thân mến, bây giờ chúng ta sẽ bước vào trong để chuẩn bị đến với phần thi thử thách của mình. Và một tràng pháo tay để chúc mừng Nguyễn Hoàng Nam vừa hoàn thành phần dự thi của mình. Nam đã cố gắng để giữ cảm xúc của mình để hát từ đầu đến cuối bài hát một cách trọn vẹn. Và Hoàng Nam khá là hài lòng với bài hát này, với phần trình diễn. Mùa xuân tan trường, tà áo trắng ngập đường, mình anh chưa vương, chờ em trước cổng trường. Rồi bóng em sang qua giây phút muộn màng, nắm tay em anh cười khẽ nói. Tròn sáng hôm nay giờ triết lý thật buồn, giờ anh đưa em đi tìm giây phút lạ thường. Mình có bao lâu rồi sẽ hết một ngày, hãy trao nhau tròn tình đắm say. La 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 la, hãy say đôi với nhau đi bên nhau. Nhạc mừng reo khắp nơi, ta dìu nhau theo tiếng nhạc vui. Mình sống bên nhau và quên hết hận sầu, thì không gian kia là khói thuốc nhiệm màu. Để mãi đưa ta trôi xa bên đời chờ, kết hai tâm hồn tràn ước mơ. Bao đêm cô đơn
răng vẫy đi như muôn tóc mây quyện vương đôi mắt nhung huyền, mong ước đây rồi sáng ngày huỳnh vương trong ta. Mình sống bên nhau và quên hết thân sầu, thì không gian kia là khói thuốc nhiệm màu. Để mãi đưa ta trôi xa đến đời trời, kết hai tâm hồn tràn niềm mơ. Để mãi đưa ta trôi xa bên đời trời, kết hai tâm hồn tràn niềm mơ. Vừa đến với một liên khúc bên nhau ngày vui, một sáng tác của Quốc Dũng và ca khúc Biết Đến Thuở Nào, sáng tác của Tùng Giang. Trời ơi, rớt hoa luôn nè. Ủa, cái này anh định tặng ai đúng không? Anh định tặng cô người yêu mà chờ mãi chưa thấy ra. À, trời ơi, rớt hoa luôn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xoay lại để xem ban nhạc dành cho anh Nguyễn Hoàng Nam bao nhiêu điểm. 1, 2, 3, xoay lại. Đa số là những con số 8, rất là đẹp. Tổng số điểm dành cho Nguyễn Hoàng Nam trong phần dự thi này là 69 điểm. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà. Ngày hôm nay thì Hoàng Nam đã có một cái sáng tạo trong phần trình diễn. Tuy là chỉ hát một mình nhưng mà Hoàng Nam vẫn chuẩn bị một cái đạo cụ. Nó lại rất bám vào nội dung của bài hát mà Hoàng Nam trình diễn. Cho nên bên cạnh cái giọng hát đẹp thì cái phần trình diễn này cũng lan tỏa đến những anh em ban nhạc chúng tôi để mà cùng nhau làm cái tiết mục này nó đẹp lên. Cho nên là chúc mừng Nam với phần trình diễn mở màn rất là tốt. Cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Hà. Bây giờ Khanh muốn nghe anh Chánh Thảo, tại sao anh lại cho điểm 7 à? Cái phần thi này á, giống như là em đi lên em chỉ hát thôi, mà em không thể hiện được cái trình độ, cái kỹ năng để mà tạo cái khác biệt giữa phần đầu, phần sau để cho cái người nghe họ thu hút. Cảm ơn anh Chánh Thảo rất nhiều ạ. Và bây giờ sẽ là những chia sẻ của ban giám khảo. Phải nói là hôm nay là bạn hát hai ca khúc này tôi rất là hài lòng. Chỉ trừ có một số đoạn bạn hát nó hơi bị mờ, nghe không có rõ lắm. Biết sao không? Không nhớ ông mệt đó. Chính vì vậy mới là cái điều khó đó anh. Thật ra là khi mình chọn những ca khúc nhanh là phải tập thể lực dữ lắm nghe. Chẳng hạn như là anh Chí Tài vậy đó. Cười liền thôi. Với cái khả năng của Nam, Nam có thể làm hơn nữa. Nhưng mà có thể là mình phải ra hát đầu tiên, nhất là trong cái buổi mà đầu tiên cái thang điểm được chấm cái kiểu mới. Nhưng mà hôm nay phải khen là cái ngoại hình của bạn rất là bảnh, rất là Nam, nụ cười số 1 đó. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Nguyễn Hoàng Nam. Thật sự là lúc mới bước ra thì Hoàng Nam cũng hơi lo lắng bởi vì mình hát đầu tiên, nhưng mà khi bắt đầu diễn thì cảm thấy rất là thoải mái. Hoàng Nam nghĩ rằng là để có được những cái tốt nhất trong những phần trình diễn thì điều quan trọng là mình phải biết lắng nghe, học hỏi và cố gắng. Hoàng Nam sẽ cố gắng. Yeah. Còn không em, còn đâu nhớ mong chờ. Còn không em, còn đâu nhớ ngây thơ. Còn không em, một giây phút dài khờ. Ngày êm ấm xa mờ, đời em cũng thôi mộng mơ. Về đi em, ngày mưa gió nào nề. Về đi em, đường sao quá lê thê. Về đi em, thuyền trôi bến bẽ bàng. Đời em cánh hoa tàn, rụng rơi đến khi mùa xa. Về đi em,
mấy ai hay. Người cho em từng giây phút nghi ngờ, đợi cho em thành tương đã chờ vờ. Thuyền ai đưa và Cao Trung Hiếu ca khúc Cánh Hoa Tàn. Lê Chánh Tiến thân mến, cho anh hỏi một câu nhé, khi bạn hát ca khúc này bạn nghĩ đến ai đầu tiên? Em nghĩ đến những người phụ nữ lấy chồng xa xứ. Có thể là bạn nghĩ một cái hình ảnh nó hơi lớn như vậy để mình lấy một cái nội lực mình hát cho nó dữ dội hơn. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem ban nhạc cho Lê Chánh Tiến bao nhiêu điểm. Xin mời. 1 2 3 Tổng số điểm dành cho Lê Chánh Tiến là 66 điểm và thứ hạng hiện tại của Lê Chánh Tiến là Lê Chánh Tiến đang đứng ở vị trí số 6. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe những chia sẻ của các thành viên ban nhạc. Đầu tiên, Khanh xin mời anh Hoàng Thắng ạ. Đoạn đầu bắt đầu em vô thì em bắt đầu hơi vô sớm. Khi bắt đầu em vô bài, bắt đầu lúc đó là giống như cái tâm lý của em nó không ổn định. Thì em hát nửa bài đầu là giống như là em hát trong cái nỗi lo sợ, cộng với những cái nốt bữa nay em rung á, mấy cái đuôi á nó bị rung nhiều quá. Rồi tới khi đoạn lên tông em cũng lại bị mắc lại sai lầm nữa. Ngày hôm nay mình thiếu một chút may mắn, cho nên là phần trình diễn của mình nó không đạt được như mong đợi. Bây giờ Lê Chánh Tiến, chúng ta hãy lắng nghe những chia sẻ đến từ ban giám khảo. Như Quỳnh rất là tiếc, giọng em rất là nam tính, rất là hay. Nhưng mà không sao, vẫn còn cơ hội. Vẫn còn có cơ hội mà. Không sao hết, tất cả số điểm vẫn chưa dừng lại ở đó. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Lê Chánh Tiến. Và lát nữa chúng ta sẽ gặp lại Lê Chánh Tiến nha quý vị. Bàn tay nắm ngón xương nương vào nhau hẹn sau. Bàn tay nắm ngón trời mưa hoài, gió mưa nặng nề. Người về nhé xa cách, đã xanh ngời mỏi.
gần đắm thiết trong mối sầu, gần bối rối biên giới từ lòng đau. Giờ này còn cầm tay, cầm chắc mối duyên bẽ bàng, cầm chắc mắt môi ngỡ ngàng, cầm xa buốt thương đau. Ngày mai ta không còn thấy nhau. Bàn tay năm ngón xuống đan vào nhau, hẹn sau. Bàn tay năm ngón xuống đưa vào nhau, mộng mơ ngoài trời mưa mưa hoài gió. Đó là Duy Quỳnh cùng với Đăng Nguyên. Xin chào Đăng Nguyên. Xin chào anh. Một năm rồi, cảm xúc hiện tại của Đăng Nguyên như thế nào nè? Thực sự là một năm qua đi thì cái cảm giác của Đăng Nguyên đứng trên sân khấu lúc này, mặc dù lần này là không chấm điểm của em nữa, Nhưng vẫn rất hồi hộp. Và đặc biệt là hỗ trợ cho Duy Quỳnh trong phần dự thi này nữa, đúng không nào? Và vẫn là một tiếng hát vô cùng nồng nàn và đầy nội lực. Một lần nữa cảm ơn Đăng Nguyên rất nhiều vì đã hỗ trợ cho Duyên Quỳnh trong tiết mục này. Xin cảm ơn bạn. Cô gái bé bỏng Duyên Quỳnh đã hoàn thành cái nhiệm vụ chính của mình trong đêm nay rồi. Và phần thi này, ban giám khảo và ban nhạc không có chấm điểm. Họ sẽ đưa ra những nhận định và những đánh giá riêng của họ. Hôm nay em đã thể hiện được tốt với cái sự hỗ trợ của bạn Đăng Nguyên. Bạn ấy giọng rất khỏe nhưng đã biết kềm lại để cho lắng nghe được cái giọng chân. Giọng thật của em. Và đối với cá nhân anh rất là thích cái phần trình diễn và hát của em ngày hôm nay trong nhạc phẩm Cho Lần Cuối của Lê Quyên và Phương. Cảm ơn em. Chị Như Quỳnh chỉ dùng một từ thôi. Rồi nói tư gì. Tuyệt. Tuyệt. Quỳnh ơi tuyệt lắm. Xin mời những nhận định của ban nhạc dành cho Duyên Quỳnh. Đầu tiên xin mời nhạc sĩ Nguyễn Hà. Cái đoạn đầu em hát cùng với là Đăng Nguyên mà không có nhạc đệm á, thì anh thấy ở em có một cái đức tính rất là hay đó. Tức là khi mà mình hát như vậy á, thì phải tin tưởng vào đối phương rất là cao, đúng không? Một cái thời gian chuẩn bị rất là ngắn nhưng mà em vẫn quyết định là sẽ hát cái nguyên cái đoạn đầu đó không có nhạc đệm đó. Thì anh thấy ở em một cái sự rất là tích cực khi mà nhìn nhận về người khác. Đó là một cái điểm sáng mà anh nhìn thấy ở em. Cảm ơn những lời chúc của nhạc sĩ Nguyễn Hà đã dành cho Duyên Quỳnh. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Chào Duyên Quỳnh, em là một trong những thí sinh mà cho chúng tôi thấy là cái sự tiến bộ lên mỗi ngày, mỗi tập. Em dám thử thách, em dám bước vô những cái đường rất là khó. Và khi em làm thì em làm rất là tốt. Và chị mong rằng sau cái cuộc thi này, dù em đạt giải quán quân hay là á quân, thì em cũng như tất cả các bạn đã đến những cái vòng cuối cùng sẽ xác định được cái con đường của mình. Bởi vì qua một cái cuộc chơi như thế này thì các bạn sẽ biết được rằng là thế mạnh của mình nằm ở đâu. Và mong rằng em cũng như là tất cả các bạn sẽ gặt hái được những thành công trên cái con đường mình đã chọn.
Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Một lần nữa cảm ơn tất cả các thành viên ban nhạc rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa để chúc mừng Dương Quỳnh vừa hoàn thành phần thi tiếp theo của mình. Thời gian của cô ấy bắt đầu để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Xin chào tất cả quý vị khán giả, mình tên là Khắc Quốc Hải. Mình đến với chương trình ban nhạc Việt Nam này vì bản thân mình cũng là một nhạc công nghiệp dư. Mình rất là ngưỡng mộ những tài năng của những anh chị trong ban nhạc. Và một cái điều đặc biệt hơn nữa là mình đến đây không phải vì cái giải quán quân, mà mình đến đây với một cái mục đích còn cao cả hơn là cái giải quán quân này nữa. Xin tất cả quý vị cùng ủng hộ cho mình nha. Một sáng tác của Phạm Vũ Anh Tứ, ca khúc Có Bao Giờ và phần dự thi của anh Khắc Quốc Hải. Bây giờ chúng ta hãy cùng xoay lại xem kết quả như thế nào nhé. 1, 2, 3. Chúng ta có 7 dấu chéo đỏ ạ. Chúng ta đánh giá như thế nào về tiếng hát của anh Hải ạ? Phần trình diễn của anh Hải mới đầu vô thì điệm đàn tranh thì nghe cũng có hồn. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, khi mà mình hát nhạc trữ tình quê hương thì những cái câu mà gối đầu vô á, nó rất là quan trọng. Thì mình chưa có cảm nhận được cái tình cảm đó, nó không có ngọt được ngọt ngào. Tới đoạn điệp khúc thì cảm giác như anh bị đuối hơi, cho nên cái những nốt anh lên nó không có tới. Đó, thì cho nên là mình đành phải bóng. Đó là chia sẻ của anh Hoàng Thắng. Quý vị ơi, được biết anh Khắc Quốc Hải đến ban nhạc quyền năng mục đích không phải là giành quán quân, mà là gì? Anh hãy chia sẻ cho tất cả khán giả được biết ạ. Thì thật sự là em cũng có một cái tâm sự nhỏ nhỏ là một người chị của em á, thì chị em là bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Không may thì chị em mắc một cái căn bệnh rất là nặng. Chị em thì thường nói với em là từ nào giờ ta thấy mày đi đánh đàn nè, đám cưới có, đánh đủ thứ hết, mà chưa bao giờ thấy mày đứng trên một cái sân khấu lớn mày hát hay là mày đánh đàn cho tao nghe một lần. Thì cũng may mắn là cái lần này em được lên đây
em được hát, em cũng được đánh đàn chung với ban nhạc Quyền Năng ở đây. Thì em cảm thấy đó là một món quà em tặng cho chị của em. Em cũng chúc mừng em vì em làm hết cái nguyện vọng của ba chị em rồi. Em chỉ có hết nhiều mà. Và chị của anh Hải ơi, nếu như chị có đang theo dõi chương trình thì đây là một món quà rất là ý nghĩa mà anh Hải đang muốn dành tặng cho chị. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho anh Hải. Cảm ơn anh rất nhiều. Với nghệ thuật thì luôn luôn điều cao nhất vẫn là sự đam mê. Khanh cũng như thế. Tuy là mình thể hiện bài hát chưa có thành công lắm, nhưng mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc và cũng cảm thấy rất là hài lòng với ban nhạc Quyền Năng. Em bước ra đi, côi lòng anh ngập tràn bao giá băng. Căn phòng vắng ngày đêm, anh vẫn đợi chờ, mãi đợi chờ. Giờ em đang ở nơi đâu, có được vui và có nhớ đến anh. Bao ngày tháng rời xa, anh mới biết rằng em đã lãng quên tình anh. Năm tháng đã trôi qua, là chuỗi ngày vắng em. Tình yêu của anh và em giờ đây không còn. Cho con tim anh man hoàn vỡ nát. Anh biết là cuộc đời này sẽ không có em bên cạnh. Anh ngỡ là cuộc đời này chỉ là giấc mơ mà thôi. Anh hát một bài tình ca để dành tặng riêng đến em. Chỉ mong em hạnh phúc mãi thôi. Bao kỷ niệm đẹp của nhau làm sao có thể quên được. Sao nỡ đành lòng vội vàng em lãng quên bao lời yêu. Anh vắng nguyện cầu một điều ở ngàn vì sao sáng cao chúc em được. Mãi em đến hạnh phúc bên người mình yêu. Bao kỷ niệm đẹp của nhau làm sao có thể quên được. Sao nỡ đành lòng vội vàng em lãng quên bao lời yêu. Anh vẫn nguyện cầu một điều ở ngàn vì sao sáng cao chúc em đưa mãi em đến. Bao kỷ niệm đẹp của nhau làm sao có thể quên được. Sao nỡ đành lòng vội vàng em lãng quên bao lời yêu. Anh vẫn nguyện cầu một điều ở ngàn vì sao sáng cao chúc em đưa mãi em đến hạnh phúc bên người mình yêu. Chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của Duy Cường, ca khúc Chuỗi Ngày Vắng Em. Chúng ta hãy cùng xem số điểm dành cho Huỳnh Ngọc Hậu. 1, 2, 3, xin mời. Và tổng số điểm của Ngọc Hậu là 73 điểm. Tạm thời đang đứng ở vị trí đầu tiên. Với em số điểm hôm nay là tương đối cao. Và em cảm ơn rất là nhiều ạ. Chúng ta hãy nghe những chia sẻ của anh Thanh Thảo. Cái phần thi của em thì nó trọn vẹn. Nhưng cái bài này là một cái bài tự sự. Anh cảm nhận là em vừa hát em vừa nói, chứ không phải là em vừa hát vừa tâm tình kể chuyện với người yêu. Cho nên anh không thể cho em số điểm cao được. Thế nên Quỳnh muốn nghe anh Thảo nói và kể khác nhau như thế nào? Cái vấn đề mà bạn kể chuyện là một cái kiểu tâm tình, còn bạn hát giống như bạn nói, có nghĩa là nó không có cái hồn có ở trong cao đó nha. Để cho Thanh Thảo dễ hơn chút, bởi vì anh là ví cầm mà. Yeah. Bây giờ anh làm ơn anh kéo hai câu, một câu là kể chuyện, còn một câu kia là nói chuyện. Ví dụ bây giờ bạn đang kể chuyện với một người yêu của bạn đúng không?
ví dụ như vậy. Bạn phải có một cái sự nhẹ nhàng, truyền cảm ở trong đó. Cái này là kể phải không còn ạ? Còn có cái bản kiểu của bạn là ở đây em nói là một cái sự liền lạc của cái của các câu từ với nhau, bạn hát nó còn bị rời rạc. Bữa nay em hát cái thể loại nhạc này đó là anh rất là ngạc nhiên. Giọng trước đó em hát là nhạc quê hương mà cái giọng nó lại na ná, nó không phải là cái giọng em bữa nay. Thì đó là một cái điểm mà anh đánh giá cao bữa nay. Và theo anh nghĩ là sau cái gian tấu đó thì em phải đẩy lên đúng cái này, cảm xúc mình một chút xíu nữa cho nó khác, tại vì cái bài cao này nó trào hơn chút. Lưu ý cuối cùng là em bữa nay có đi tới đi lui nhưng lại đi nhiều quá, đi ít lại như vừa thôi. Xin hỏi anh Chí Tài, quê anh ở đâu? Quê em ở Hòa Đồng, miền Tây đó. Miền Tây, trời ơi, miền Tây sống dễ chút đi. Hôm nay thì tôi thấy là có lẽ là cái giọng em trời xanh chỉ để hát cái loại nhạc này này. Nó luyến láy, nó rất trẻ nhá. Nói anh Thảo đừng có trách tôi nhá, nhưng mà em nó hát như này là siêu lắm đó. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều đã dành những lời nhận xét dành cho Huỳnh Ngọc Hậu. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Duyên Quỳnh. Một chiếc áo rất đẹp, lại hở một cái bờ vai nữa, bảo đảm điểm rất cao luôn. Bây giờ hãy cùng xem kết quả của ban nhạc dành cho Duyên Quỳnh. Khoan xoay lại để Khanh coi trước á. Chết rồi, sao vậy? Anh đang ở đâu đấy anh nè, mấy anh đằng sau nè. 1, 2, 3 xoay lại là 1, 2, 3. Xin chúc mừng Duyên Quỳnh. Bây giờ chúng ta hãy nghe anh Đăng Khoa chia sẻ à. Anh cười rất tươi à. Quỳnh hát cái ca khúc này tốt. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Người phía trên anh cười còn tươi hơn nữa nè. Khanh mời anh Hoàng Thắng nè. Bạn Quỳnh thì hát rất là hay. Dạ. Cho nên là anh cũng say sưa rồi, anh cũng không nghĩ tới chuyện bấm luôn. Dạ. Cảm ơn anh Thắng à. Bây giờ chúng ta hãy nghe những chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy. Tôi phải chúc mừng em. Hôm nay em hát thì rất là tươi. Nó giống như là một cái cây mà được chăm sóc đều đặn đó. Nó không bị thiếu nước. Sự hiện diện trên sân khấu của em qua cái bài trình diễn vừa rồi, tôi có cảm tưởng như là em là một người nhà nghề chuyên nghiệp. Chúc mừng em. Mấy anh ở trên
chỉ nghe cái giọng thôi, không có nhìn được cái diễn xuất của bà lúc mà bà hát cái bài này. Hay lắm, nó vô dữ lắm. Cái tên là thấy đẹp rồi. Em để ý ai tên Quỳnh cũng xinh hết á. Xinh đẹp là điều đương nhiên, còn hát hay nữa đúng không? Dạ. Anh chúc mừng em nha, Duyên Quỳnh. Cảm ơn anh. Duyên Quỳnh ơi, bạn được vào thẳng vào vòng 2. Thưa quý vị, một tràng pháo tay dành cho Duyên Quỳnh. Một bài hát rất quen thuộc, nhạc ngoại lời Việt của Nhật Ngân, Polova. Và bây giờ sẽ là số điểm đến từ ban nhạc. Xin mời Duyên Quỳnh, 1, 2, 3, xoay lại. Và tổng số điểm của Duyên Quỳnh là 85 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí đầu tiên và số điểm này đã được cộng 10 điểm có sẵn từ tuần trước. Bây giờ mình hỏi anh Quang Trung với anh Thanh Thảo nè. Hôm nay hai anh đã cho hai con 10 rất là đẹp mở màn chương trình. Chào Duy Quỳnh, hôm nay em mặc trang phục này anh thấy đẹp lắm, anh rất thích. Từ lúc em ra là anh muốn cho em điểm 10 rồi đó. Cảm ơn anh. Với lại cái phần mà thi biểu diễn của em hát rất là thuyết phục với anh. Anh rất ưng ý với cái phần thi này của em. Anh tặng em một số 10. Đó là chia sẻ của anh Quang Trung ạ. Thế còn anh Thanh Thảo thì sao? Mà thật sự ra anh thấy em cũng chả có áp lực gì cả. Em ra em thể hiện cái bài này một cách rất là có tâm. Mà hơn nữa là em là người thi mở màn cũng rất là nhiều áp lực. Chúc mừng em. Cảm ơn anh Thanh Thảo và anh Quang Trung. Anh hỏi cặp song 10 này luôn nè. Anh Đăng Khoa với anh Hoàng Bách. Quỳnh hát cái ca khúc này xử lý tốt. Đơn giản vậy thôi đúng không anh? Để anh nói phức tạp hơn cho. Anh rất thích bài hát này, anh yêu bài hát này lắm. Bởi vì đối với anh nó là một bài hát thất tình kiểu nam tính. Khi mà cậu gào thét trong tuyệt vọng, tại sao mà cô ấy có thể bỏ tôi ở giữa đại lộ như thế này. Nhưng mà vẫn có một chút mong chờ theo cách của đàn ông. Và anh thực sự anh thấm bài đó. Và anh không nghĩ là một cô gái sẽ hát bài hát này như thế nào. Khi em bước ra với bài hát này, anh rất là sợ em sẽ hát đúng như cái cách mà anh đang nghĩ. Nhưng cuối cùng em đã làm ngược lại hoàn toàn. Anh thấy đây là một cô gái đang yêu, đang cũng đau đớn. Nhưng mà cách đau đớn của một người phụ nữ khi nói về tình yêu. Cái phần hát tiếng Việt của em hay, phần hát tiếng Anh của em rất hay, nhưng nó hơi có lỗi một chút xíu về từ, bởi vì bài này anh rất là thuộc, anh hiểu từng chữ của nó. Anh tính đánh em 9 điểm rồi, nhưng câu hát giả thanh ở cuối em lấy lại cái một điểm đó để làm tròn 10 điểm. Đó là chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Cảm ơn Hoàng Bách rất nhiều ạ. Cảm ơn các thành viên ban nhạc ạ. Bây giờ chúng ta nghe ban giám khảo nhận xét về Duyên Quỳnh ạ. Tôi cảm thấy bạn không hề có một cái áp lực gì cả. Và có lẽ là
ha, đêm nay ai cũng cho em là sinh nhật nơi đây à. Anh là anh thấy ra em thuyết phục tất cả những anh em trong ban nhạc cũng giống như là ban giám khảo ở đây, thì em là một người, đối với anh là em là một người rất thông minh và chịu khó, không có ngủ quên chiến thắng. Chúc mừng em. Em rất xứng đáng với tất cả những lời khen vừa rồi. Xin chúc mừng em. Và rất là hy vọng rằng Duyên Quỳnh sẽ luôn giữ vững được cái phong độ của mình nếu như bạn có cơ hội được bước tiếp vào vòng trong. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa chúc mừng Duyên Quỳnh vừa hoàn thành phần dự thi của mình. Quỳnh đã cố gắng làm mới cho ca khúc này từ phần cảm xúc cho đến phần diễn, đến cả ngoại hình của mình. Thì mình đã cố gắng hết sức để làm mới ca khúc này. Và rất may mắn là đã được ban nhạc đồng cảm với cảm xúc của mình. Chào. Cứ lừa dối đi để đôi ta còn có nhau trong cuộc đời. Cứ lừa dối đi để anh đây còn có những ngày vui. Dù em đam mê trong vòng tay người, dù em đang phôi pha lời ân ái, dù em đang tâm vui chôn mối tình ai. Cứ lừa dối đi để anh đây còn mãi mê quên đường về. Cứ lừa dối đi để anh đây còn ôm ấp mộng say. Rồi mai em ra đi không trở lại, mình anh câu ăn năn lời sám hối. Tìm nhau ta tìm nhau suốt kiếp rồi chia tay tình chờ. Một mai đi bên ai em quên hình bóng xưa, một mai vui bên ai em quên lời yêu đầu. Em vô tình lạnh lùng đến thế sao, em ở thơ nhạt nhòa đến thế sao. Yêu đương này, cuộc tình này quá đau dài. Cứ lừa dối đi để mai đây còn những giấc mộng đẹp. Cứ lừa dối đi để chia tay còn có kỷ niệm vui. Tìm quên trong hư hao đời mộng mị, tìm quên trong men cay lời gian dối. Rồi mai khi tình giấc còn mê mãi, cứ lừa dối đi. Xin chào tất cả quý vị khán giả, mình tên là Ân Linh, mình đến từ phố núi Gia Lai. Bạn bè của mình hay nhận xét mình hơi tăng động và khá là tham ăn. Các bạn hãy đón xem phần trình diễn của mình nhé. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi. Anh ơi xót xa tình tôi, cô đơn tình si. Anh như áng mây qua trời và ngoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh, đã không yêu thì thôi, anh cần chi gian dối. Thêm bao trái ngang cuộc tình ngượng ngùng đầu môi. Mưa giăng mắt trên môi sầu thêm nhạt đơn côi. Dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi. Lời nói đầu môi
ơi chút lưỡi đầu môi đã xa đành thôi, sao anh gian dối người ơi, vì sao tình tôi chân thành bên anh đã lâu, vì sao anh tôi không hiểu vì sao. Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hợp tan, phải đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian. Nhìn mưa rơi ngoài hiên, nghe tình tôi lao sao triền miên, một ngày kia anh có quay về. Đã không yêu thì thôi, đã gặp nhau làm chi, anh ngồi xót xa tình tôi cô đơn tình si. Anh như áng mây qua trời và ngoài xa xôi, cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh. Đã không yêu thì thôi, anh cần chi gian dối, thêm bao xót xa ngùi ngùi một tình đầu môi. Mưa giăng mắt trên môi sầu thêm nhạt đơn côi, dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi, anh ngồi xót xa tình tôi cô đơn tình si. Anh như áng mây qua trời và hoài xa xôi, cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh. Đã không yêu thì thôi, anh cần chi gian tôi, thêm bao trái ngang cuộc tình ngượng ngùng đau môi. Mưa giăng mắt trên thêm nhạt người nhạt đơn côi, dù xa nhưng trong tim ta mình anh thôi. Và đó là Ưng Linh. Wow, là thí sinh đầu tiên mở màn đêm thi. Một cái vị cổ vũ cho bạn nhiệt tình như vậy, bạn có run không nào? May mà anh đứng đây em đỡ run hơn chút. Yeah. Bây giờ sau 3 tiếng đếm nha, chúng ta quay lại coi kết quả ha. 1, 2, 3, xoay lại. Chóng mặt không em? Dạ. Trời ơi, mấy em đăng nhạc sao cười tươi dữ vậy ta? Xin mời anh Quang Trung. Xin chào em Yêu Linh. Dạ, em chào anh. Nãy anh có, anh cũng muốn tìm một số chỗ để anh bấm nút. Nhưng mà anh thấy hôm nay em có cái bờ vai đẹp quá, anh quên bấm nút tiêu. Cảm ơn Quang Trung. Nhạc trưởng Nguyễn Hà, anh nhận xét như thế nào về giọng hát này ạ? Anh đánh giá Ưng Linh là một giọng hát rất là tốt và đa dạng. Tuy nhiên là cho cuộc thi này có lẽ là bạn quá là lo lắng đi. Cho nên là rất là rung. Thực sự là em chưa có nhiều kinh nghiệm sân khấu nên em rung hơn. Cảm ơn những chia sẻ của các thành viên trong ban nhạc. Bây giờ mình cùng nghe ý kiến của ba vị giám khảo ngồi phía dưới. Nhưng tôi có thấy một đoạn bạn hát em như áng mây trên trời còn hoài xa xôi, hình như có nốt xôi, thì bạn hơi bị tuột một tí xíu. Không biết anh Chí Tài có đồng ý với Như Quỳnh điều đó không? Anh thì anh lo ngắm cổ là anh không đi mấy cái đó. Anh Đức Huy à. Bởi vì tôi cũng là một nhạc sĩ lâu năm rồi, thì tôi thấy là đàn ông thì nói chung, nhưng mà riêng cái nhạc sĩ thì nói dạy gái lắm. Thấy mà ưng mắt một tí là thôi quên cả tai thôi. Tuy nhiên phải báo động cho Ưng Linh, có thể là bây giờ đầu đi chót lọt, thế nhưng mà những vòng trong là như thế nào? Tại gái dạy một lần thôi. Thế nên lần sau là không nhìn nữa mà sẽ nghe. Dạ. Dành tràng pháo tay chúc mừng Ưng Linh đã bước tiếp vào vòng 2. Mình là thí sinh đầu tiên thi nên có phần lo lắng và hồi hộp, nên phần thi của mình chưa được hoàn chỉnh. Nhưng mình hứa vòng tiếp theo mình sẽ cố gắng hơn nữa. Bạn Ti mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thảo Ngọc. Khi mà người khác gặp mình ấy, cảm giác mình rất là lạnh lùng, kém thân thiện. Nhưng mà khi mọi người tiếp xúc với mình rồi thì chắc chắn sẽ có một cái cảm nhận khác về mình. Mong rằng qua cái chương trình này nữa thì mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn về Thảo Ngọc. Hẹn hò mãi sao anh không về với em? Ở nơi ấy anh đang nghĩ gì? Có nhớ em hay anh đã quên? Làm em bối rối. Hẹn hò mãi sao anh vẫn còn bên đây? Để em cứ ngóng trông tối nay. Chuyện là thế sao em lại khóc? Bởi yêu anh mà thôi. Kia áng mây trời, bay 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 về xa mãi. Kia gió
Xin chào Thảo Ngọc, là thí sinh mở màn đêm thi rất căng thẳng. Cảm xúc hiện tại của em đang là gì không? Đây là cuộc thi đầu tiên nữa em được tham gia, thế là rất là run. Đây là lần đầu tiên mà đi thi hát. Dạ. Bây giờ mình quay trở lại xem ban nhạc đánh giá như thế nào về phần dự thi của bạn nha. 1, 2, 3, xoay lại. Không có một dấu chéo đỏ nào xuất hiện hết. Khanh muốn hỏi anh Hoàng Bách trước luôn. Hát giọng đẹp, trình diễn cuốn hút. Anh nghĩ là xứng đáng để mà đi tiếp. Cảm ơn anh Bách rất là nhiều. Sáng nay em hỏi luôn anh Trung Sinh. Thì nói chung mình cảm thấy bài hát của bạn trình diễn rất là thành công. Một giọng ca nội lực. Chúc mừng bạn. Cảm ơn các thành viên của ban nhạc rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những nhận xét của ban giám khảo. Ngoài giọng hát ra, trang phục đẹp. Như vậy làm sao mà không lấy được cái thu hút của khán giả được. Anh thích lắm. Ca khúc này nếu như mà mới nghe lần đầu mà bạn hát không vững vàng á, nghe nó rất dễ bị ngang nha. Và nó bị đều. Nhưng mà phải công nhận là bạn xử lý ca khúc này thật sự là quá tốt đi. Có những lúc bạn bốc lửa, nhưng có những lúc khi bạn bỏ nhỏ, nó làm cho tôi cảm giác nó bồng bềnh. Và tôi cảm thấy là tôi càng ngày nó càng thực sự thu hút theo cái giọng hát của bạn. Xin chúc mừng bạn. Khi mà bạn hát cái bài vừa rồi cho tôi có cảm tưởng như là bạn hát lâu lắm rồi. Có lẽ là âm nhạc là một phần lớn trong cuộc sống của bạn thì mới có thể có một cái chất giọng và cái lối mà trình diễn một cách tự nhiên như thế. Xin chúc mừng bạn. Một lần nữa cảm ơn những lời khen của ban giám khảo dành cho Thảo Ngọc. Quý vị ơi, hãy dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa chúc mừng Thảo Ngọc bước tiếp vào vòng trong. Cảm ơn quý vị. Bây giờ mình đã cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Thảo Ngọc xin cảm ơn ban giám khảo đã cho Thảo Ngọc những lời khuyên và lời nhận xét đáng quý. Thảo Ngọc sẽ mang đến những phần trình diễn tốt nhất cho tất cả mọi người ở những vòng sau. Mọi người hãy đón xem và ủng hộ cho Thảo Ngọc nhé. Người yêu dấu ơi, tình anh đã trao ai rồi. Nỗi nhớ ngàn khơi, không cùng phòng gió mưa nào ngăn lối. Người yêu dấu ơi, dù năm tháng thêm xa vời, bóng đêm tối trong lẻ loi, đơn côi cuộc đời. Giọt lệ đắng chân gối bao u hoài, dĩ vãng còn đây ngày thầm đau vết thương tình xưa ấy. Thời gian đã qua lưu luyến mãi không phai nhòa, mãi cho đến kiếp sau tình còn nghe xót xa. Một thí sinh rất quen thuộc với ban nhạc Quyền Năng đã xuất hiện ở mùa 1. Khanh rất muốn biết tại sao Trần Hằng lại quay trở lại với mùa 3. Mùa 1 em đã tham gia ban nhạc Quyền Năng. Thế nhưng mà rất là tiếc khi mà em phải dừng chân rất là sớm. Chính vì vậy mà khi mà rời chương trình, em đã cố gắng để học hỏi cũng như là tích lũy cho mình những cái kiến thức để mùa 3 em quay trở lại để chinh phục tiếp cái con đường mà mình đã dừng chân dang dở. Đó là những chia sẻ của Trần Hằng. Bây giờ hãy cùng xem kết quả dành cho Trần Hằng với phần dự thi vừa rồi nhé. 1, 2, 3, xoay lại. Wow! Không có một dấu chéo nào. Rất tuyệt vời.
Khanh muốn nghe chia sẻ đầu tiên của ban nhạc đến từ ca sĩ Hoàng Bách. Chào em. Em đã có một cái phần trình diễn theo anh là một trong những phần trình diễn tốt nhất của tập ngày hôm nay cho đến giờ này. Nhưng mà em cần phải thay đổi một cái điều rất lớn. Đó là em xử lý bài này gần như 100% giống phiên bản gốc. Cái đấy là cái điều mà anh nghĩ là rất là phí cho em. Bởi vì em là người có khả năng. Rất nhiều người không thành công chỉ bởi vì không đủ cá tính để thể hiện cái tôi của mình. Và cái phần trình diễn của em, mặc dù mình làm tròn trịa, mình làm tràn đầy cảm xúc, nhưng thực sự nếu là ở vòng sau trở đi thì anh tin là mọi chuyện nó sẽ không như thế này nữa. Anh chúc mừng em, năm nay tiến bộ rất nhiều, nhưng nhớ cái điều quan trọng đấy. Nhận xét này mình cảm thấy là nó rất là đúng và mình cần phải cố gắng hơn nữa để tìm ra cho mình một cái tính cách riêng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của nghệ sĩ Chí Tài. Có nhiều người, người ta nhất là cái giọng mà giọng trầm của em đó, là em có chất khàn đó, thường thường xuống thấp, khó nghe lắm. Mà em hát những cái nốt thấp, anh vẫn nghe rõ lời từng chữ từng chữ. Đó là cái điểm anh rất thích em trong ngày hôm nay. Anh chúc mừng em Trần Hằng. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Trần Hằng. Vì sao em bỗng xa đi? Hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu. Dẫu anh có lỗi lầm, không có em, anh sống sao? Anh dưng tan một ngày. Giấc mơ xưa giờ này còn đâu em ơi, dẫu tha thứ lỗi lầm, ta vẫn không còn bên nhau. Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình anh dành cho em. Có biết rằng lòng anh mãi vừa nghe một sáng tác của Hồ Hoài Anh, Dẫu Có Lỗi Lầm. Bây giờ hãy xem ban nhạc chấm điểm cho Lily bao nhiêu nhé. 1, 2, 3 xoay lại. Tổng số điểm của Lily là 74 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ tư và số điểm này vẫn còn có thể tăng lên nữa. Xin mời các thành viên ban nhạc. Đầu tiên Khanh xin mời anh Hoàng Thắng trước. Nếu mà đúng ngày hôm nay á, anh có thể cho em điểm chính, nhưng mà là gì? Do em máu quá, có nhiều cái là em bị trong bên với ban nhạc ha. Và câu đầu, cái nốt đầu tiên em vô á, em lại bị sai nốt, cho nên là anh chỉ dành cho em điểm 8 thôi. Dạ, cảm ơn Hoàng Thắng. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà, người đã gắn bó với thí sinh Daily gần như là nhiều nhất đi. Phần trình diễn của em ngày hôm nay á, thì anh ghi nhận được cái sự tiến bộ của em. Đầu tiên hết á, là em bước ra khỏi cái phong cách nhạc quen thuộc của em, và em thay đổi luôn cả cái diện mạo mà em yêu thích, để em tiếp cận dần với lại những cái sự đa dạng cho mình.
Thì đó là điều đầu tiên anh cảm thấy là chúc mừng cái sự tiến bộ đó của em ha. Còn em thẩm âm cái nốt đầu tiên thì cái đó nó có nhiều lý do lắm. Khách quan ở đây do âm thanh hay là do một cái gì đó em lo ra thôi. Cho nên bắt đầu nốt đầu tiên mà nó chật chạc tí thì theo anh cái đó thì nó không đáng phải suy nghĩ nhiều. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Hà và cảm ơn tất cả các thành viên trong ban nhạc Quyền Năng rất nhiều. Bây giờ Daily ơi, chúng ta hãy nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho mình nhé. Có bao giờ mà Daily hát cái bài này mà có một mình với cái piano không? Chưa bao giờ, chỉ có cái đàn guitar với một mình em thì có. Vậy là có hát được rồi. Vậy là hôm nay tâm lý em không có ổn định. Mà bữa nay hát về là theo anh là chưa có đã lắm. Yeah. Còn thiếu cảm xúc nhiều. Nhưng mà thật sự là hồi nãy là Như Quỳnh là ao ước được ban nhạc Quyền Năng đánh vào cái điệp khúc. Nếu mà nguyên band mà đánh vào thì em nghĩ là cái lúc đó sẽ là lợi thế cho Daily rất là nhiều. Đó. Nhưng mà vấn đề em hiểu ý của anh Hà, với cái vòng đã vào tới cái vòng này rồi thì các bạn phải thể hiện ra rất nhiều những cái bản lĩnh của mình khác nhau nữa. Đấy là lý do cái trận ngày hôm nay là một cái trận khó và các bạn ấy đang thể hiện ra nhiều cái nhược điểm của mình, đặc biệt là những bạn được đánh giá rất cao ở những vòng ngoài. Thì em nghĩ đấy là cái thú vị của cái vòng thi này. À thì ra cũng có ý đồ của ông Nguyễn Hà. Cảm ơn anh Hà. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo cũng như ban nhạc rất là nhiều. Vỗ tay cho Daily và lát nữa chúng ta sẽ gặp lại Daily thưa quý vị. Ca khúc này là một cái ca khúc không phải là dễ đối với chính em, bởi vì đây là một cái ca khúc mà không phải là sở trường của em. Hy vọng rằng sẽ nhận được 10 điểm đến từ cô chú ban giám khảo. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Chặt anh lúc này, giữ chặt anh lúc này, không buông tay. Để cho em khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, rồi ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là em sai, sai từ ngày lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu, để giờ đây nặng mang u sầu. Là những nỗi đau không phai nhòa. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em anh đã đi tìm, như em từng mơ, em từng khóc vì anh. Có đôi lần tỏ ra mạnh mẽ, mà sao trái tim em đau thế này. Một lần sau cuối em sẽ thôi.
Chúng ta vừa đến với một sáng tác của Phúc Trường, Để Cho Em Khóc. Xin chào em, có ai làm em khóc chưa? Chắc là chưa phải không? Bạn nào cũng thấy cười tôi quá trời. Bây giờ chúng ta cùng xem ban nhạc dành cho Dương Huệ bao nhiêu điểm nhé. 1, 2, 3. Và tổng số điểm của Dương Huệ là 69 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ 2. Xin mời nhận xét của anh Trung Sinh. Trước tiên thì anh không có cảm thấy được đúng với cái tinh thần của bài hát này. Cái phần thứ hai là từ bắt đầu phần A2 em có thể là em đang bị tâm lý hay sao á. Cái cột hơi của em nó bị ảnh hưởng tới cái cao độ. Dạ, cảm ơn Trung Sinh rất nhiều ạ. Thế còn Hoàng Thắng thì sao? Thì phần thi của em thứ nhất khi mà em hát những cái đoạn như là một piano thì vấn đề nhịp của em nó không có vững vàng. Rồi cái thứ hai nữa là cái cuối phiêu chi vậy? Cái nào không chắc thì cái đó đừng có làm, phải không? Và lại cái đó nó cũng không có cộng điểm cho mình, mà nó có thể là vô tình nó sẽ hại mình. Thì cho nên là anh dành điểm 7 cho em. Đó là chia sẻ của anh Hoàng Thắng ạ. Chúng tôi muốn nghe chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hà. Ngày hôm nay thì đúng rằng là anh nghĩ rằng là cái khó của em khi mà hát thay đổi cái dòng nhạc, nhưng mà nó lại không có quá khác cái cảm xúc so với lại dòng bolero em hay hát. Thì nó cũng có rất nhiều những cái lời lẽ buồn, cho nên đâu đó thì em thả cảm xúc, em trở về với cái thói quen của mình, thì làm cho các anh em nhạc công cảm thấy là nó có gì đó nó lạ, em hát nó không hợp, ví dụ như vậy. Dù sao thì mình dám thử nghiệm, nó vẫn là một cái điều là đáng quý rồi ha. Và hy vọng rằng là sẽ còn những cơ hội tiếp theo. Cảm ơn chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà và cảm ơn các thành viên của ban nhạc Quyền Năng rất nhiều. Dương Huệ ơi, bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của ban giám khảo nhé. Từ anh thì anh thấy em hát tuy là không phải là dòng nhạc của em, nhưng đối với anh thì em hát nó tương đối nó ổn đó, chứ không có nổi đâu, em yên tâm. Anh thích mà, nghe. Bây giờ nghe anh Quyền nói gì nè. Thì trước hết là cảm ơn em một cái màn trình diễn có nhiều cảm xúc, có nhiều nức nở. Có một vài chỗ nó hơi nhiều. Và cho dù là cái tựa đề bài hát là Để Cho Em Khóc, nhưng mà tôi nghĩ là một người ca sĩ đừng nên để cái tựa đề bài hát nó đánh lừa mình. Hãy để cái việc khóc cho người nghe, và đừng đắm mình trong cái đau khổ đó, thì có lẽ là bài hát nó sẽ bay cao hơn. Xin cảm ơn em nhiều. Đó là những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Dương Huệ. Và lát nữa đây chúng ta sẽ còn gặp lại Dương Huệ trong phần thi thử thách. Chúc mừng bạn vừa hoàn thành phần dự thi của mình. Đây là lần đầu tiên mà em hát dòng nhạc này ở trên một sân khấu rất là lớn. Em nghĩ rằng là mình vẫn cần phải cố gắng rất là nhiều. Hy vọng rằng là em sẽ nhận được một điểm 10 từ phía ban giám khảo để cứu vớt cho cái phần điểm của mình. Và đó là Kaozami. Và xin cảm ơn phần hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Hà, saxophone Quang Trung và nhóm bè TL. Trời ơi, đêm cuối rồi. Mặn mà đẹp quá. Mình có ban nhạc chấm cho mình bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3, xin mời. Tổng số điểm của Kaozami trong bài hát này là 83 điểm. Xin mời ban nhạc hãy đưa ra những nhận xét của mình. Dạ, em mời anh Quang Trung chia sẻ luôn ạ. Người đứng gần Kaozami nhất trong tiết mục này. Anh là rất là thích được biểu diễn chung với em. Mà khi anh đứng dưới đó đó, anh cũng dùng cái tiếng kèn với tiếng hát của em, anh thấy rất là quyện. Và anh thích cái tiết mục biểu diễn của em, nên anh gửi tặng em 10 điểm. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Đó là chia sẻ của anh Quang Trung ạ. Xin mời Nguyễn Hải cho chia sẻ của mình. Với phần trình diễn của em hôm nay á, thì
cái mức độ hòa quyện của em với dàn nhạc á càng ngày nó càng tăng lên. Có lẽ anh em đồng ý không? Sau cả một quá trình thì đến ngày hôm nay cái sự gắn kết trong lúc trình diễn nó rất là tốt rồi. Chúc mừng em. Dạ cảm ơn anh Nguyễn Hà rất nhiều. Đó là chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hà và một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc rất nhiều ạ. So với những lần trình diễn cuộc thi lần trước, bạn hát một ca khúc rất là dịu dàng, êm ái, đúng không anh Chí Tài? Đúng, đúng. Và đúng. Hát nội lực, nhưng mà bạn biết cách hát, cách ém hơi như thế nào đó, chứ không phải là phải chúng ta phải bốc lửa giống như những lần trước nữa. Không, bạn hát rất nhẹ nhàng, cho nên là tôi thấy kỳ này bạn lại rất đa dạng. Cái bài hát này là lần đầu tiên tôi được nghe, thì tôi có cảm tưởng là bài hát này chắc là em thích nó nhiều. Nhưng mà toàn cái bài hát đó, lắng nghe cái lời của em, nó hơi bị mờ. Nhất là khi mà ban nhạc bắt đầu xây nó lên, thì lúc đó nó có cả bè nữa. Nhưng mà đáng lẽ lúc đó em phải ở trên, thì lúc đó em hòa quyện với tất cả. Tôi nghĩ là em có thể làm hơn được. Xin cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn. Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy. Và một lần nữa chúc mừng Kazumi đã hoàn thành phần dự thi đầu tiên của mình. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi sự thú vị đến từ ca khúc tiếp theo của Kazumi. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Kazumi thưa quý vị. Hoàng Nam có một người chị gái. Chị luôn yêu thương và khích lệ Hoàng Nam rất nhiều trên con đường ca hát và trong cuộc sống. Và Hoàng Nam đến với chương trình ngày hôm nay cũng chính nhờ sự cổ vũ động viên của chị. Và chị nói với Hoàng Nam là: Nam ơi, chị muốn được nhìn thấy em trên sóng truyền hình. Nhưng rồi trước khi Hoàng Nam hát ca khúc Bạn Tôi, Hoàng Nam nhận được tin là chị của Nam đột ngột qua đời. Chị ra đi mà chưa được kịp nhìn thấy em trai hát ở trên sân khấu này. Nhưng mà em tin rằng ở một nơi rất xa kia, chị vẫn đang dõi theo em. Và chị ơi, em sẽ cố gắng đeo đuổi ước mơ của mình như điều chị mong muốn, và em sẽ cố gắng để chị được luôn hãnh diện về em. Và bài hát này là bài hát chị Hoàng Nam rất yêu thích. Xin chia sẻ cùng toàn thể quý vị ca dao Em Và Tôi của An Thuyên. Mái chèo lướt sóng đưa
Và đó là Nguyễn Hoàng Nam. Ngay bây giờ sẽ là số điểm của ban nhạc dành cho Nguyễn Hoàng Nam. Xin mời 1, 2, 3, xoay lại. Wow. Tổng số điểm của Nguyễn Hoàng Nam là 82 wow. điểm. Anh đang đứng ở vị trí thứ 2. Xin mời những chia sẻ của anh Chánh Thảo ạ. Cái phần giới thiệu của em thì rất là cảm xúc. Hôm nay em hát bài này rất tròn trịa. Hát theo cái cách để gửi tặng cho người chị của mình. Em đã tạo được cái cảm xúc, cái cảm động trong chính anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Chánh Thảo rất nhiều. Chúng ta cũng thấy là anh Chánh Thảo cũng đang rất là xúc động ạ. Khanh xin hỏi ca sĩ Hoàng Bách. Bách hoàn toàn đồng cảm với Nam và anh Chánh Thảo. Bách cho điểm 10 không phải bởi vì đây là một phần trình diễn hoàn hảo, mà đối với Bách đây là một phần trình diễn tốt nhất của Nam, cảm xúc nhất của Nam từ đầu cho đến giờ này. Nam đang hát cho những người mà Nam cho là thân thương nhất, thì nó chạm đến trái tim của Bách. Trong ngày hôm nay Bách tặng Nam 10 điểm. Cảm ơn Bách. Một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc Quyền Năng rất nhiều. Ngay bây giờ sẽ là những chia sẻ của ban giám khảo. Tuy rằng chất giọng của Nam ngày hôm nay nó không có bằng trong những cái vòng trước, nhưng mà phải nói là bạn đã làm cho tôi xúc động. Tôi vẫn hy vọng rằng chị của bạn sẽ thấy bạn và sẽ nhìn thấy tất cả những nỗ lực của bạn trong cuộc thi. Tôi tin rằng chị của bạn sẽ rất hãnh diện về bạn. Xin chúc mừng Nam nhé. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo đã dành cho Nguyễn Hoàng Nam. Anh Nam ơi, bây giờ coi như mình đã vừa hoàn thành ca khúc đầu tiên rồi. Bây giờ Khanh xin mời ban nhạc sẽ dành đề bài cho anh Nguyễn Hoàng Nam. Một ca khúc cũng rất là nhiều cái tình cảm và cũng khá quen thuộc là Chuyện Hẹn Hò, sáng tác của Trần Thiện Thanh. Một sáng tác của Trần Thiện Thanh, Chuyện Hẹn Hò sẽ là ca khúc thứ hai của Nguyễn Hoàng Nam. Quý vị vỗ tay thật lớn cho Nguyễn Hoàng Nam. Lát nữa đây chúng ta sẽ còn gặp lại Nguyễn Hoàng Nam. Quý vị. Vàng cây lá bay, đôi tay gầy guộc mang suy tư về. Này đôi mắt nhung kiều sa môi mềm tìm đến bên em. Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng. Tình mang ý thơ mong chờ nếu thương mến nhau mà sao lời yêu thương đó bờ môi nào đắng đo. Năm tháng xa vời đời có vui với ai, tà áo xanh hoen màu sau này.
cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi nhặt từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Tóc bạc tựa trăng soi cả một đời và cả cuộc đời đôi chân chân. Mất nhau giữa nơi thiên đàng, ngại ngần gì mà khi đôi tim gặp nhau, anh mắt đã nói thay lời rằng chặng đời này chỉ riêng anh mà thôi. Như ở bên tết xuân hì nắm tay em xin đừng buông lơi, hôn lấy đôi môi này gọi mời chẳng bằng lòng lời mai đây. Như ở bên tết xuân hì có nhau bao lâu mình vui đi, thôi đắn đo thôi buồn lo chi. Jesus, chẳng ích gì. You are my destiny, destiny, destiny. 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 Cái ấy từ dù một mai anh chẳng thể trao cho ai niềm tin. Từ ngày xưa qua em đã đến đâu, dù người lại mang cho em sâu yêu này, người làm tình yêu trong sóng lỗi đi mà đến tất cả. You are my destiny, nắm tay em xin đừng buông lơi, hôn lấy đôi môi đầy gọi mời, chẳng bằng lòng ngày mai. You are my destiny, 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 destiny.
ta vừa thưởng thức một sáng tác của Đỗ Hiếu, ca khúc Destiny. Vẫn là một Kazami rất nồng nàn, rực lửa. Bây giờ chúng ta hãy xem ban nhạc chấm điểm bao nhiêu cho Kazami với phần dự thi vừa rồi. 1, 2, 3, xoay lại. Tổng điểm dành cho Kazami 79 điểm. Chia sẻ đầu tiên sẽ đến từ anh Thanh Thảo, người đã cho số điểm cao nhất. Em luôn cháy hết mình, tràn đầy năng lượng. Em luôn làm cho sân khấu nóng bỏng. Chúc mừng em. Cảm ơn lời khen của anh Thanh Thảo. Thế còn anh Hoàng Bách thì sao ạ? Bách đánh giá rất là cao Jamie. Hôm nay cái phần bốc lửa thì bạn đã làm được rồi. Nhưng mà rõ ràng là ở những câu thấp á, thì thực ra ở trên này anh nghe không rõ lắm. Anh nghe được mỗi You are my destiny, destiny, destiny. Đó là chia sẻ của anh Hoàng Bách. Thế còn nhạc trưởng Nguyễn Hà thì sao ạ? Tôi rất là thích cái cách hát của em. Em pha trộn được cái màu sắc riêng của dân tộc của em vào trên một cái nền em hát rất là pop rồi. Rồi em mới pha một chút vào để nó tạo ra một cái sắc thái riêng cho bài hát của em. Và cái đó là cái ưu điểm đặc biệt của em mà anh rất là thích. Cảm ơn chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hà. Bây giờ sẽ là những đóng góp ý kiến của ban giám khảo dành cho Kazami. Anh thấy bữa nay là đây là một cái bài hát mở đầu chương trình mà ban nhạc đánh quá hay, thì chúng ta sẽ tiếc một tràng pháo tay để tặng ban nhạc quyền năng. Quá hay, thấy không? Anh rất là thích cái phần trình diễn của em. Cảm ơn em. Chị rất là hài lòng cái phần trình diễn của Kazami. Chỉ có điều là cái phần đầu tiên á, cái phát âm chữ của em nó bị nhanh quá cho nên là nghe nó mờ. Nhưng mà nói cho cùng, tôi vẫn thích cái phong cách của bạn. Tôi nghĩ là em có thể làm tốt hơn như thế này nhiều. Theo kinh nghiệm cho tôi thấy đó, một bài mà có tempo nhanh như cỡ này thì chúng ta khởi đầu hơi chậm lại một chút để mà còn chỗ mà bung. Em vào một cái đó, nó có tới 8 ô nhạc không, nó có khúc tàm, tàm, tàm. Động tác của em không có dứt khoát, nó cộng thêm vào cái em đi vào mà em đã đi hơi nhanh rồi. Ban nhạc phải theo em. Nhưng mà theo em mà nếu cái đà đó mà chạy thì về sau không xong. Những nốt móc kép mà em hát mà bảo là mờ mới không rõ lắm. Tại vì sao? Tại vì em đi trước nhịp. Và chỉ có 5 cái nốt cuối cùng mà khi mà ban nhạc dứt đó là mới là có sự dứt khoát mà thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Kazami và cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Qua những lời nhận xét của ban giám khảo cũng như là anh chị em ban nhạc thì đó cũng là một cái kinh nghiệm để cho Kazami có thể làm tốt hơn trong cái phần tiếp theo nếu như em được vào phòng tiếp theo. Nhật Hà với một sáng tác của Nguyễn Hoàng Duy, ca khúc Đổi Thay. Rung quá hả? Dạ em rất là hồi hộp. Không sao, bây giờ chúng ta hãy cùng xem kết quả nhé. Dạ. 1, 2, 3, xoay lại. May quá, chỉ mới có 4 dấu chéo thôi. Lời nhận xét đầu tiên đến từ ban nhạc, Khanh muốn mời anh Chánh Thảo. Thật tình thì cái đoạn vô đầu của em quá hay. Có nghĩa là anh nghe anh rất là cảm động. Anh chỉ tiếc tới cái lúc mà chuyển tông lên á, em hát nó bị với, nó bị mỏng và cái giọng hát của em nó bị chênh nót á. Thành ra là anh bấm. Dạ. Cảm ơn anh Chánh Thảo ạ. Thế còn nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng thì sao ạ? Lúc mà em bước ra thì chị ước gì có một người ca sĩ ở trong ban nhạc mà đẹp như thế. Tuy nhiên chị vẫn phải bấm bởi vì có rất là nhiều đoạn em lên cao mà bị đuối hơi. Chị hy vọng rằng là cái bài sau khi mà em hát á, em sẽ chuẩn bị đủ hơi trước khi mình lên những cái nốt cao trào. Và hy vọng là em sẽ là một trong những người có thể đi vào vòng trong. Mình rất là tiếc, tại vì không kiểm soát tốt cái tâm lý của mình khi đứng trên sân khấu. Và bây giờ sẽ là những nhận xét của ban giám khảo. Tôi đồng ý với sự nhận xét của ban nhạc quyền năng. Bạn nên kiểm soát được bài hát của mình tốt hơn. Cái bài này thật ra đó là nó khó hát. Tại vì thấp thì quá thấp, cao thì lại quá cao. Mà bữa nay thì thấy em đẩy lên cái giọng gió đó, nó rất là tốt. Thôi bây giờ để nghe ban giám khảo ta chọn cái bài thứ hai để cho mình có cơ hội mình tiếp tục mình đi. Nhật Hà có thể hát bài hát kế tiếp Nơi Mình Dừng Chân, sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. Và chúng ta cùng chúc cho Nhật Hà sẽ thi tốt phần dự thi của mình. Bây giờ là thời gian để Nhật Hà vào bên trong và tập luyện. Mình vẫn còn một cơ hội để được hát lại, được thể hiện lại thêm một lần nữa. Tức là mình sẽ cố gắng hết sức. Chuyện hôm qua say và đó là Tuấn Nghĩa. Chúng ta vừa
vừa thưởng thức một ca khúc của Đức Thịnh, Chuyện Hôm Qua Say. Bây giờ quay lại nha, coi ban nhạc trong như điểm. 1, 2, 3, xin mời. Và trời ơi, tổng số điểm của Tuấn Nghĩa là 83 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ hai. Nếu mà chưa tính cái điểm 10 cộng tuần trước thì rõ ràng Tuấn Nghĩa trong đêm nay đang là cao nhất. Thôi anh hỏi anh Nguyễn Hà. Tuần trước anh em mình đã bàn với nhau đúng không? Là phải có một tiết mục nào đó mà thay đổi hoàn toàn, khiến người ta quên đi cái cảm xúc của tập đầu tiên của em. Dạ. Thì có lẽ hôm nay đã làm được rồi đó. Thì bây giờ người ngưỡng mộ Tuấn Nghĩa là Hoàng Bách, nhận xét gì cho ngày hôm nay? Anh ra đây em, anh ra đây. Sao vậy? Dạ. Đây, 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 nhìn số điểm, nhìn số điểm. Còn phải nói gì nữa đúng không ạ? Còn gì để mà nói nữa. Đây, 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 thế này. Này mới xứng đáng là cái người, cái giọng hát của Bách ngưỡng mộ chứ. Chúc mừng em. Anh Hà nói như vậy người ta không hiểu tại sao. Dạ đấy. Đúng rồi. Này mới là đúng này. Quá tuyệt vời. Anh Thanh Thảo có gì muốn chia sẻ à? Em không có phụ lòng ba vị giám khảo dưới kia đã chọn em vào vòng này. Và em đã làm cho tất cả mọi người có một cái cảm xúc rất tuyệt vời khi em đã trở lại chính là em. Em cảm ơn anh Thảo. Một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc Quyền Năng rất nhiều. Tuấn Nghĩa ơi, bây giờ hãy nghe ban giám khảo chia sẻ về bạn nè. Tôi có thể nói là ban nhạc đang sướng lắm. Sướng. Tại vì họ chỉ chờ được dịp để mà ấn cái số 10, nhưng mà lâu lâu mới có một dịp. Mà bữa nay thì bốn người là không thể tưởng tượng một được. Một tràng pháo tay lớn cho ban nhạc. Ban nhạc Quyền Năng. Cảm ơn ban nhạc Quyền Năng. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều ạ. Tại vì ban nhạc sướng là ban nhạc chơi nghe đã luôn vậy đó. Bạn vừa cho tôi uống một chai rượu vang. Bạn nói chuyện hôm qua say, nhưng tôi hôm nay tôi say. Nhưng mà tôi hỏi nhá, bạn hôm nay bạn có say nhiều không? Bây giờ em đang đang say. Có say. Hơi say say. Hơi say say nhưng mà chưa phải là say thế nào mà nó sao thế này phải không? Say tới mức đó mới được. Và cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Lát nữa mình gặp nhau để chơi thử thách nha. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Tuấn Nghĩa thưa quý vị. Mình có lẽ là đã không phụ lòng của ban giám khảo cùng với anh chị trong ban nhạc Quyền Năng, đã trao cho mình cơ hội được tiếp tục bước vào vòng này.